Rồi, tới tới trước á. Ai cũng cử cho một. Anh này. Anh Thành cũng cử nữa. Trời ơi, chơi cười sao quá. Cười sao mấy ông. Thằng Minh cái nè. Hello các bạn, xin chào các bạn đến với cuộc thi quẹt lọ. Nếu mà ai mà cừ á thì sẽ bị quẹt lọ nha các bạn. Xin chào các bạn đến với team ba em trong gia. Đây bây giờ tôi giới thiệu, đây là Thành đẹp trai đó. Rồi nhân vật thứ hai đó là tước cù lũ đó. Nhân vật thứ ba là Minh Bóng. Dừa. Mình mộng dừa hả? Mình mộng dừa gọi giới thiệu tay. Nhân vật thứ tư là Bắt đẹp trai. Xin chào tất cả các bạn đến với cuộc thi quẹt lọ. Thì cuộc thi này thể loại nó sẽ như sau. Đi theo cái dòng chiều kim đồng hồ đi. Từ thằng Minh tới thằng Thành, tới tao sẽ tới thằng Tước. Đó, là bắt đầu thằng Minh sẽ làm cừ trước, làm cái giọng mắc cừ trước, thì thằng nào cừ sẽ bị lấy lọ quẹt. Đó. Nhìn vậy mày cừ, mày dễ cừ lắm đó. Đó, bắt đầu vô trò chơi thôi nha các bạn. Rồi, ok. Mẹ. Thôi vậy nha, em bố ăn đi. Nói này lâu quá quẹt không đi đó. Quẹt gì chứ nó còn tiếng lo làm mới hai tiếng quẹt gì. Ông nội này lâu ra quẹt không. Mày 3 tiếng mới được ta. Ba hai tiếng làm. Mà người ta 3 tiếng đóng nữa làm 2 tiếng khác rồi. Mày cũng cừ nữa, ổn mày quẹt ta. Mày cũng cừ nữa, mày đừng xạo mày.
Mẹ ốc. Rồi, thằng này cười đó. Mày cười cái gì vậy nè? Mày cười. Em giận đó, em giận mà. A two. A two. Quá mệt. Có thất cam. Hôm nay định nắm thai. Anh định